Với mong muốn lưu giữ và làm sống lại những ký ức Hà Nội những năm 1980 của thế kỷ trước để thêm trân quý những giá trị của hiện tại, Nhà hát Tuổi Trẻ đã giới thiệu đến đông đảo khán giả chương trình nghệ thuật với tên gọi Chuyện phố thời bao cấp. Những câu chuyện vui buồn, mâu thuẫn của một gia đình tứ đại đồng đường sống ở phố cổ Hà Nội. Đây cũng là câu chuyện chung ở nhiều gia đình những năm 80 của thế kỷ trước. Mỗi con người một cá tính, một công việc, với những sở thích về âm nhạc cũng khác nhau. Thế nhưng, mâu thuẫn đã được hàn gắn bởi âm nhạc. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của buổi biểu diễn Chuyện phố thời bao cấp. Âm nhạc thời bao cấp thì không phải là một phát kiến gì thật là mới mẻ. Nhưng tuy nhiên thì với góc nhìn của các nghệ sĩ nhà tuổi trẻ thì cũng nhận ra rằng là có lẽ cũng đến lúc chúng ta cũng phải chậm lại một tí để chúng ta định vị thêm, để chúng ta tìm kiếm những cái giải pháp, những cái cơ hội mà để cho khán giả có thể trở lại cái thời kỳ mà có nhiều cái dư âm về tình cảm con người, về cách sống, cách ứng xử với nhau. Cùng với nhiều tác phẩm âm nhạc thời kỳ trước được làm mới bằng cách hòa âm phối khí thì Chuyện phố thời bao cấp cũng được kể với mạch kịch, giúp câu chuyện gần gũi hơn với khán giả. Chương trình có sự góp mặt của cả những nghệ sĩ gạo cội và những nghệ sĩ trẻ. Tôi nghỉ cũng được gần 2 năm, nhưng mà cũng vẫn nhớ sân khấu, đặc biệt là nhớ các bạn diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Thì nhận được lời mời Chuyện phố thời bao cấp này từ nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, trưởng đoàn ca múa nhạc, thì tôi rất là thích. Cái thời bao cấp là một thời tuổi trẻ của tôi, mà là một thời lăn lộn kiếm sống, nó gắn với rất nhiều kỷ niệm. Khi mà em theo cái nghiệp diễn viên này nhá, em coi mỗi vai diễn như là một cuộc đời, mỗi vai diễn em lại sống một cuộc đời khác nhau. Và đây là một cái cuộc đời mà em đã muốn được sống từ rất là lâu rồi, khi mà em nghe ông bà hay là những người đi trước kể về cái thời đại này. Khung cảnh thời bao cấp của Hà Nội được hiện lên đầy sống động trên sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ. Mặc dù cuộc sống khi ấy còn thiếu thốn, khó khăn, nhưng đời sống tinh thần vẫn rất vui tươi, sôi nổi. Để mà giữ được cái nhịp sống, nghĩa là giữ được cái truyền thống, cái cốt cách, cái hồn cốt của người Hà Nội với cuộc sống hiện đại của ngày hôm nay thì chúng ta cũng đôi lúc cũng nên dừng lại, sống chậm lại một chút để quay trở về với những cái ký ức của chúng ta. Những bạn trẻ của ngày hôm nay cũng có thể đến để trải nghiệm cái không gian này và cũng cảm thấy cái giá trị của cuộc sống ngày hôm nay vì như thế nào mà có được. Những câu chuyện của thời bao cấp với quầy hàng mậu dịch, những tờ tem phiếu giờ lại hiện lên đầy sinh động. Điều này không chỉ giúp gợi lại những hoài niệm với những người sống trong giai đoạn này, mà còn giúp thế hệ trẻ hôm nay biết về những năm tháng khó khăn, gian khổ một thời để càng thêm trân quý cuộc sống hiện tại.